Xin chào các bác nhé. Hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá tự nhiên. Chỗ này là ở thôn Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi đi đến đây. Từ Hà Nội mà ra đây cũng phải mất khoảng độ hơn 30 km. Thì trong này nó có một cái, có một cái kiểu như là cái hõm, nó ăn với ra mấy cái sông Hồng. Thì bên trái các bác kia là cái sông Hồng, đường rất là lòng hoằng, hai em tôi đi mò mãi ra đây. Thì đằng xa kia có một vài bác đang ngồi câu, bây giờ anh em tôi sẽ xuống đây xem nào. Giờ anh em tôi sẽ xuống đây tìm chỗ để ngồi, cẩn thận. Đường đi rất là gió quá nhỉ. Đây, bên kia rất nhiều cần thủ đang ngồi câu rồi. Đi gần một vòng, hay khả năng là anh em tôi sẽ ngồi ở đây. Rất là đẹp. Một đồng ngồi đây hay ngồi kia. Thử ra góc này không? Rồi bánh lại ra đây. Mình ngồi đây. Đây, anh em tôi sẽ ngồi đây. Tình hình là chỗ này nước rất sâu quá. Như tôi đánh gần bờ này mà gần 3 mét nước. Ngồi cạnh em mảng rau muống để nó nước sóng. Đằng xa xa kia rất nhiều anh em đang câu. Có một nửa thì đang ngồi câu lục. Anh em tôi vẫn ngồi câu đài thôi. Bây giờ chuẩn bị xong rồi. Chiến rồi. Chúc bạn may mắn nha.
nhiều lắm. Con bé thì con to, kiểu gì lắm. Vậy đó nó bung mồi. Ôi, gì đấy? Chép, 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 chép. Chép. Chép đầu tiên. Mới cai sữa. Chép đẹp quá.
tép. Ở trong cái hồ này có rất nhiều bè nuôi cá. Ở đây nó thông với cái đoạn đến đoạn trên kia thì nó kịch đường. Như đây là trước là ở bên kia sông là có rất nhiều cái lò gạch người ta làm đây. Ở đầu kia thì nó sẽ thông ra sông sông Hồng. Tuổi đang vớt cá. Tình hình là thời tiết hôm nay thay đổi, buổi sáng mưa to, sau buổi trưa có nắng cái là cá không cắn luôn. Này món nặng các bạn, được mỗi con chép này. Chép video bên kia rất nhiều cần thủ, chán quá đang đi bỏ đi về, anh em tôi giờ đi về. Đổ ra làm hôm nay đến là chủ yếu là khám phá một cái điểm câu mới, hôm tới anh em tôi sẽ đến đây phục thù. Rồi xin chào các bác nha, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Thảo tiếp con chép mình chết cho nó bơi. Chuyện SH của ông Táo về trời nhé. SH xịn. Để cho bác xem view toàn cảnh. Có cái hố. Hố rất là sâu ở đây, đẹp. Trước mắt xa xa là một cái lối thông thoát nước ra sông Hồng. Này rừng rộng rất là bao la này.